Chào các bạn sinh viên, mình là Nguyễn Phương Hoàng, là sinh viên khóa đầu tốt nghiệp khóa đầu tiên của WinMix Việt Nam. Mình đã có nhiều năm công tác ở tập đoàn FPT trước và sau khi tốt nghiệp. Hiện tại thì mình đang công tác tại công ty Sen Đỏ, sàn thương mại điện tử Sendo.vn. Cũng từ khi công ty mới thành lập thì hôm nay vui được chia sẻ với tất cả mọi người. Đầu tiên thì mình xin chúc mừng cái sự hợp tác mới giữa Đại học WinMix Anh và tập đoàn FPT nhằm tuyển dụng sinh viên cũng như là cung cấp nguồn nhân lực cho toàn cầu. Thì mình đánh giá đây là một cái sự hợp tác hết sức đáng giá, nó thể hiện cái sự thành công của cái việc hợp tác giữa WinMix và FPT trong suốt thời gian qua. Và việc mở rộng này sẽ giúp cho FPT cung cấp thêm cái năng lực về nhân sự chất lượng cao, cũng như là cung cấp những cái sản phẩm về phần mềm trên toàn cầu. Cũng có rất là nhiều năm làm việc ở FPT. Chính thức là mình bắt đầu làm việc FPT từ năm 2004, cũng gần 20 năm. Thì ở FPT thì đầu tiên mình đến với FPT vì là nói tới phần mềm, tại thời điểm đấy thì FPT là một trong những công ty tiên phong và luôn giữ vững cái vị trí là sản xuất phần mềm hàng đầu Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Về cái địa mặt mà mình đánh giá cao nhất trong những năm làm việc FPT chính là cái cơ hội. Thực sự là ở FPT thì cái việc mà một phần là do cái sự phát triển và lớn mạnh rất là nhanh, cho nên là luôn có những cái khoảng trống, những cái cơ hội rất là lớn cho tất cả những ai mà có hoài bão, có năng lực thì đều có đất để diễn, có nơi để mà thể hiện mình. Và từ đó thì là một cái đại dương xanh để chúng ta có thể phát huy tối đa cái năng lực của các cá nhân để mà phát triển cái sự nghiệp của mình, để ưu cái việc phát triển ở cái mức độ cao nhất, hầu như là không có bất cứ một cái rào cản nào cho cái sự sáng tạo, sự phát triển nghề nghiệp của FPT. Đấy là nơi mà tôi đang đánh giá là cao nhất sau nhiều năm. Sau cái sự hợp tác đi ra toàn cầu giữa WinMix và FPT thì rõ ràng là chúng ta sẽ kỳ vọng rất là nhiều về việc là tập đoàn FPT sẽ có rất là nhiều cái nguồn lực đầu vào chất lượng cao, mang tính quốc tế cao và góp phần tăng cái hàm lượng quốc tế hóa trong cái chiến lược toàn cầu hóa nói chung và cái mạng giáo dục nói riêng. Cuối cùng là tôi xin chúc mừng các cái sinh viên cũng như là cựu sinh viên của FPT WinMix sẽ có nhiều cái cơ hội để trao đổi sinh viên để những các sinh viên giữa các nước có thể được trải nghiệm, được thực tập, được làm việc ở những cái môi trường quốc tế mà FPT đã có thị trường, có khách hàng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.